Anh em chúng tôi là tiếp tục có mặt tại vườn của anh Đệ nhá. Hôm nay có rất nhiều cuộc giao dịch rồi, đặc biệt là những cuộc giao dịch rất là to. Hôm nay là không biết là đến vườn anh Đệ thì có sự kiện gì xảy ra không thì chúng một sai cũng sẽ ghi hình lại nhá. Bây giờ anh bảo 3 triệu thì sao? 3 triệu vừa chút tiền. À đấy thì nữa này, 3 triệu không mua. Tôi chào anh đi. 3 triệu không mua. Rồi. Đâu? Đâu? Rồi. Thế nào? Người giữa này. Anh đâu? Em triệu dưới. Anh bên đây nào? Triệu dưới bắt tay luôn đi. Đầu xuân anh ơi, anh đây. Anh đây ơi. Anh khai nó một cái cho em cái. Anh 1 triệu rưỡi nhá, là anh cho chú 1 triệu nhá. Không không biết, mua 1 triệu rưỡi. Không không. Không không. Không cho. Không cho. Không cho. Anh không bán thì thôi. Anh mẹ anh trong bộ lục bộ. Không ai gọi là cho. Đúng rồi, mua 1 triệu rưỡi, mua bằng tiền. Mua bằng tiền. Không ai cho cả. Đây là anh bảo là như đi được này. Anh mua 2 triệu rưỡi nhưng mà nay anh bán cho chú 1 triệu rưỡi. Đúng rồi. Không bán cho chú mà nhượng lại cho chú. Nhượng lại nhưng mà anh lấy chú 1 triệu rưỡi thôi. Bán lại phải lấy anh đừng có nói cho. Anh nói cho được không nặng này. Không được. Anh ơi, hai anh bên đây em chụp cái hình ảnh ngay. Tuấn ơi, Tuấn ơi mày bên gái để cho anh cho hai anh ấy thôi giao lưu đi. Không phải, tôi nói không. Đệ hôm nay cứ phải mách cái trứng làm gì? Không. Không ai là chú đệ cả. Đây. Anh hết. Tâm nguyện của tôi này là không. Không được. Không được. Không được. Không được. Tuấn ơi mày bê cái cây đấy xem nào, cây đuối xem nào. Lãnh đạo đệ mua bao nhiêu? Bắt tay luôn à? Chị không biết bao nhiêu? Bắt tay cây rúi là cây cây rúi cây bồ. Đâu? Em đang dơ anh chung quảng cáo với cây của anh. Không, cây đây không hợp, cây đây bỏ cả. Cái này. Phải hết cả rồi. Đúng rồi, mua luôn. Đây này, anh Đại ơi. Con này nếu bán 500 cho anh Đại anh lấy luôn. Tôi ủng hộ anh Đại luôn. Đây này. Anh Đại lên luôn chứ. Chú. Đó là chụp cái hình nào nè. Nhiều trong là phải bán thằng Đệ. Đúng rồi, quan trọng hỏi anh Đệ thôi, còn anh bán được. Biết là mua đúng rồi. Đây này có anh Xuân biết. Em thì em đang hỏi anh Đệ. Vâng. Đây đây. Con thì trăm mua nhanh kỉnh. Chung vào 500. Không phải, cái đây là tâm huyết của tôi mua. Tôi mua có 900.000 thôi. Tôi nói sai, tôi không nghĩ thế. Thì bây giờ là 1100. Không phải 900.000. Nhưng bây giờ tôi mua có 900.000 thôi. Thôi, không phải nói nhiều. Không phải tiền triệu đâu. Thôi để anh trong cái đây đã đi. Rồi xong này đi, bắt tay anh Đại ơi. Không biết bao nhiêu nhưng mà có người trả hơn rất nhiều tôi không bán. Nhưng mà giờ mày bán 100 không? 1 triệu. 100. 100 là 1 triệu 1 đấy. 1 triệu 1. Thôi nhá, 1 triệu 1 là tôi lãi được 200 rồi nhá. Đúng rồi. Ai mua đây? Không biết anh Đại. Nhưng mà đây là cái tác phẩm tâm huyết. Không, không, không nói giờ, không phải anh cứ bàn bạc cái đấy này đăng để cho anh Đại anh phân tích. Tôi để cho Đại. Cái thằng thì làm bán được 100 đây. Xong đi cho nào. Tính sao được. Để cho Đại 100. Đấy. Từ từ. Không, từ đây đang không ghi hình. Ông Thanh đâu rồi? Từ từ. Anh Thanh đâu rồi? Tôi cứ làm việc từ anh rồi. Rồi xong cái này đi cái. Không không, anh Đại đừng bỏ ra. Tiền đâu? Tiền. Để quay lên hình như. Rồi rồi, yên tâm cứ bê đi. Cứ bê đi. Em lấy tiền nha. Anh bê lấy tiền. Rồi anh. Không, nhưng mà chú. Đây. Tiền đây. Không nhỉ. Anh em lấy tiền. Không, bỏ giúp em, bỏ vào tay đây này. Bán theo. Phải 1.6 triệu lên. Rồi ok rồi. Hai ông này cũng bắt tay. Rồi. Đến được cây kia đi anh. Em đây tức thật tâm gọi là tao đa. Vâng. Mong anh đừng có rồi. Chúng đẩy cho thằng Nam dài đây. Bây giờ sao? Em đây tác phẩm làm nào. Đây là bán cho hội nha, nhưng phải bán cho ai đâu. Ủng hộ phong trào hội thôi chứ đừng mê. Chú đệ, chú Đại. Sao anh cầm được? Thì anh cầm. Chú đệ anh cầm tí cho nó đỡ tù chất. Anh cầm đi. Không, anh tập hai con tơ mà. Thôi rồi, anh đây tác phẩm tam đa. Người để giết mẹ đó.
nhưng mong em đừng có xa rời anh đây. Anh ủng hộ anh Đại không? Anh ủng hộ anh Đại không? Vậy anh ủng hộ bao nhiêu anh nói đi để anh Đại nhé. Anh ủng hộ bao nhiêu việc Đại? 100 Vào tay anh Đại ơi. Đấy, đếm tiền mới bắt đấy là có cuộc giao dịch đàng hoàng, nói mua bán về đàng hoàng như này. Nó trả triệu bảy. Không không nói không nói giá trị bao nhiêu nữa rồi. Bây giờ anh không phải nói nhiều. Không phải nói nhiều nhưng mà chuyện giải thích tiếp là anh này không là bảo anh ngu bán. Không phải nói nhiều. Không phải nói nhiều. Anh nhìn đây ba hả? Không anh Đại. Nó đang bay. 100 11 trăm triệu 100 à 11 trăm không nói gì. 4 này 5 này 6 này. Nãy bảo uống say mà đếm. 7 này 8 này, 9 này, 10 này, 10 okay. Bàn giao, còn thiếu 100 ở đây. Bàn giao, bàn giao. Không. Bàn giao. Đã lâu hả? 11 giờ. Còn nếu mà chú nhượng cho anh thì mới là như thế. Đúng không? Rồi, chúc mừng nha. Đẹp đấy, đẹp đấy. Okay. Chúc mừng Đại, chúc mừng Đại. Anh Đại ơi, nãy cũng có một tác phẩm đi chơi. Anh thay một cái chậu cho em. Có một tác phẩm đi chơi. Vâng, thay chậu là tác phẩm. Ô, ông Trung ơi. Dạ. Quay hôm nay đâu rồi? Không bao tiền. Thì mẹ ăn trả ông anh. Không không nói, không nói tiền. Cái này bây giờ rất nhiều tiền. Cái này bây giờ rất nhiều tiền. Một bây giờ 20 này. Rồi. Bây giờ cho chú hát điệu. Chú đẻ ra chú ấy. Cái chậu á? Không nói, anh nói. Cái này không phải tôi đẻ đâu mà cái ông nào ông đắp. Tôi được. Chú về nhà chú thì chú về. Anh được đâu mà đắp được. Anh nói. Anh nói mà thế này nhá. Rồi, chết. Nếu mà một chết thì mà. Người nghệ nhân lắm. Như chú. Mỗi người nghệ nhân nói nhiều. Thầy là mua thùng tao bán 3 cái nhá. Đọc luôn. Đọc luôn. Không có nhiều. Thế là bỏ cái này đi đây. Bây giờ anh chỉ lấy bằng vốn chú thôi. Đây bỏ cái này đi này. Bỏ cái này ra nhá. Rồi. Bỏ cái cầm đồ này ra. Mua thùng là phải mua cả. Bỏ con vợ ra nhá. Nên mà cái này của em. Ờ đúng rồi rồi. Bỏ con vợ anh ra nhá, hắn đang chưa bao tiền. Anh đổi cây đây trị giá ngày xưa anh mua có 500 nhưng mà lúc anh đổi cho họ là anh trị giá 2.500.000 thùng đây. Thôi nhá, rất là xong. Là chú phải thông cảm để anh giữ lại. Vì vừa rồi anh bán 3.200.000 một cái thùng giống này cho thằng vừa rồi anh Thanh anh mới bán 11 triệu chứ anh mới bán được ha. Nhưng mà chú mua được mấy? Bây giờ mua thùng này ta bán 5.600.000 cho nó rõ luôn, cho nó thoải mái được chưa? Không lại bảo à... Em có con chi vừa muốn mua xong nếu có cái thùng đấy quá. Giữa thì chú bán con chi cho anh. Tí nữa lên. Nha. Thôi nha. Em nó chính chắc luôn. Thùng đẹp và thùng đấy nhỉ? Thùng này đã bị chân chân. Không chết hay không? Thùng đẹp và không sướng. À đúng rồi. Rồi hôm nay anh em ạ, đồng sự chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ Triệu thì rất nhiều tác phẩm được giao dịch, đặc biệt là vườn cây anh Đệ đây. Hôm nay là tí nào. Có mời hết đi về đây. Rồi, không có anh em mình là thôi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bây giờ em bán cái tử là thừa vốn là mua rồi. Đừng có nói tử mà phân tích tử là con và con là phải của mẹ. Đừng có nói. Bây giờ cả bộ nhá, tôi lấy 10 triệu thôi. Bây giờ có ai mua 10 triệu 1.600.000 em bán luôn à? Đây. Mười tiền đây. Cẩn thận nó vỡ mất. Chú ơi, chị chia sẻ đấy nhá, mồm nói há miệng mắc quài nhá. Người ta bảo trăm năm bia đá cũng còn ngàn năm bia miệng còn trơn trơn bên dưới của em này. Không chưa chết chưa. Nhưng mà cháu đừng có tơ đấy, bởi cháu mà vừa lấy đi tơ đấy mang cái xe anh bạn mình thì nó bán thật kéo màng. Đây là vườn cây của anh Đệ nhé, một trong những người sở hữu cây si cúp độc lập được rất nhiều giải rồi. Đặc biệt là anh mang đi những cuộc chơi lớn thì anh em trong và ngoài nước đánh giá rất là cao. Đây là một cây năm điền, ba bông, mới lấy về. Tôi nói thế nhưng mà anh hỏi này, anh hỏi này. Chú thứ hai. Nhưng mà anh hỏi chú này. Thôi thì anh bây giờ là anh thực ra nói về hội là anh rất thấp bé nhận cân. Nhưng mà thôi thì chú biết nhìn đấy.
Không, không phải biết nhìn. Không đâu. Nhưng mà nói thôi. Nhưng mà đang tập nhìn. Đang tập nhìn thôi. Tôi nói được ngay. Em muốn đòi cả pha nước, em muốn. Ông chú ơi, ông quay cái đây đây. Đây đang quay đây đây. Ông hôn ông định giá cái cây đây mấy trăm nghìn à? Xong nhá, tay 1, tay 2 nhá. Không phải nói thì ông ngôn, nhưng mà chú nói anh nghe rồi. 4 thân, 4 thân thôi. Chú nói anh nghe rồi. Em mua là có 4 triệu rưỡi thôi, với cái chậu đây 100 là 4 triệu 6. Ừ. Có đấy thế, thế nhưng bây giờ sao? Cấp bao nhiêu? Bây giờ thì phải là nhân. Nhưng nếu anh lấy nhá. Ừ. Anh đưa cho em 500 tiền tưới thôi. Là bao nhiêu? Là 5 triệu 1. Còn anh mà không bán được 10 triệu thì anh trả lại đây. Thế nào? Còn hơn cái cây em để cho anh luôn. Rồi. Tức là 500 tiền điện để em. Rồi. Nhất trí. Vậy là cũng có nhiều cái bất ngờ đây này. Cái này là cái bất ngờ nhất mà chúng con sai ghi hình ở đây. Quá đẹp. Rồi, quá hay đấy. Quá đẹp. Rồi, ghi hình luôn đây. Cái này được rồi. Cái này anh mua cái này thì em chấp nhận. Tức là không lãi lời gì cả. Rồi, rồi. Một năm trời 500 tiền tưới là quá rẻ. Không. Anh đây còn nếu anh bán không. Nhà là em mua lại luôn. Anh đây rất có nhiều con. Anh giữ anh chơi thì được. Không. Nếu anh bán là nhưng, anh phải gọi em trước. Thế nào? Nhưng anh nhìn. Tôi nhanh nhanh lên cứ thư máy ơi, thôi. Hết ngày rồi. Bác có bán tay ở nhà không để về không. Nhà. Anh nhìn rất điểm là cây này anh đây con. Là thật sự trên Hà. Tên Hà. Nhưng mà nhìn ria em thấy là mày được đấy. Đáng yêu. Trong tháng này là không, trong tháng này 5 triệu 1 không nói nhiều. Nếu trong tháng này anh không bàn giao là em không bán nữa. Đó là dứt điểm. Nhá. Ok. Nói trước là rồi. Xong rồi. Xong rồi. Cái cây này chú bao nhiêu tiền? Không hỏi, không có hỏi rõ đấy đúng anh Chiến này hay là đúng. Không nhiều cũng phải có cái giá. Bây giờ mà bán anh, ra phải đầu 2. Đầu 2 rồi. Anh nói giá. Nói giá chuẩn. Đây có nhiều người giơ tay ra là nhiều người trả 175 triệu. 201 hả? Đây, nếu bây giờ có nhiều người muốn giơ tay bắt tay với anh thì anh phải nói giá anh nào. Còn nếu bây giờ bán này này, không phải bắt tay đứng trên đường kính thì cứ bắt tay rồi là đúng rồi. Còn nếu mà bán bây giờ là phải 200, còn tôi ra là bao nhiêu là tùy. Đấy là anh em trong hội nhá, còn bình thường người ngoài nếu mà anh lấy là bao nhiêu? Nếu anh lấy là em sẽ ra lọc cho anh là cái việc anh với em thôi. Đây, khó. Cứ nói rõ luôn đây này. Nhanh được vuông. Nói rõ luôn. Em nói thật. Đúng rồi, không thì cái đấy là anh đệ nói được cũng đúng thôi. Đúng rồi, phải ưu tiên cho anh em. Đây có chung bao nhiêu người trả, chú biết. Là 200 bớt 5 triệu. Kể cả bớt 5 hay bớt 10 triệu không quan trọng. Nhưng mà đếch có cái hàng đây ở đâu? Có hàng này đâu. Bây giờ 200 không mua được đâu. Có hàng này đâu. Tôi mà tham tiền nhá, tôi lãi tiền trăm. Năm kia tôi bán rồi chứ. Đó, những tác phẩm này chỉ ăn và đi đây chơi thôi. Tuyên, đây chú quay lên con đúng không? Thằng Tuyên, Tuyên Thằng Tuyên Quảng Sương. Tuyên Quảng Sương buôn cây vừa rồi năm ngoái trả 175 triệu. Chú cứ quay lên con đúng không? Nó trả cho. Rồi. Anh bảo không? Cây này thì rồi. Mình không phải bàn với giá, chỉ con anh bán ở cái mức độ giá bao nhiêu thôi cho nó hợp lý thôi. Chà, đối với anh em mà 170 không bán thì mình có thể bán 200-250 thì đấy cũng là cái điểm mà mình dần. Nếu nói như 120 là có đúng không? để anh lên tiền. Vâng, không thì ra đấy em đang gại. Nói như chung một sai là được đấy. Vâng. Nếu mà chó khách là trả 100 có phải không bán, nhưng mà chẳng ra 120 cũng được. 120 cũng được. Mỗi thời điểm nó một khác ấy, mà thời điểm. Chú bảo là 175 mà anh em nó bỏ 120. Nếu mà anh thiện chí nhá, anh trả anh đệ 165. Em nói thật. Bớt 10 triệu. Con này nó đẹp. Anh không biết là tác phẩm nó có đủ. Anh này, chú rẻ thì nói 170. Mà anh em nó bảo khoảng 120 trở lên. Thì bây giờ theo anh em định giá là bao nhiêu để anh lấy? Nếu mà bán anh em nhá. Hôm nay là những người ở đây là những người đều có tiếng nói trên là cái cảnh của khu vực rồi. Anh cứ làm việc. Em nói thật. Anh đợi anh thiếu tiền bác Hà ơi. Tiền là anh em đòi chạy. Anh đạo được rồi. Anh đạo đâu? Anh đạo đâu rồi? Anh đệ, chú đệ. Anh đệ rồi. Vậy thì bây giờ chú để cho anh bao nhiêu? Không, anh có trả đâu. Bây giờ hiện tại là em chưa bán cây này. Đấy. Không. Ok. Anh không trả nhá.
Anh em nó bảo là khoảng 130. Bây giờ theo chú là anh em bảo 130 là anh em hơi xem thường em. Không em nói thật, anh trả. Nói thật là chó. Bây giờ nhá. Anh xin phép anh về về. Anh không có. Không. Ví dụ có cần bán được chơi. Anh chạy xe. Xong rồi, xong cây này rồi. Nhưng mà đi. Để đuôi ra tí nữa đó, không có gì đâu. Đấy, là bao rồi, qua đi. Bây giờ là thợ hết anh đệ ạ. À. Anh làm sao mà biết là đây là cái giá thợ giá anh em rồi. Hắn tiền đẹp cho anh đệ. Xong rồi. Chú cứ quay đi. Quay đi, đứng ở đây. Lăn tăn. Đây rồi, tác phẩm này đã cũng đã giao dịch xong. Thì đây chụp. Không quan trọng. Rồi. Không quan trọng. Tất nhiên là phải có lọc nhưng mà ít nhiều cái đấy là cái việc lọc chứ giờ cứ quy định lọc của tôi là phải một tấy thì mẹ. Đúng rồi. Biết đâu là đây. Cút xong hết bây giờ chỉ cắt ra bông và bút thôi. Từ đây bộ bà sau. Anh nói với chú thế này là bộ anh thì thôi để lúc mô anh đấy anh bí bí sẽ không... bảo là chú thì cứ từ từ đó. Đấy. Anh tiền mà tiền đặt cọc không mà cứ quẹn gì đây đặt cọc đây này anh ấy cào xương chân dài đây 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 anh em bảo 200 130 không tấm 10 nhiều đấy anh Xuân 140 này. Đấy. Biết thằng Huy hỉ không trả 175 không triệu. Biết bao nhiêu 140 triệu hiện tại là bác Xuân trả anh đệ nhưng mà chưa có cuộc bắt tay hiện tại tôi cháu với chú bắt tay cái thằng mày cái không cây của anh đệ chứ không phải bắt tay cây của cháu với chú hôm nay rất khí thế nhá 140 triệu nhưng vì là anh không bán nên thì giờ anh giờ chú giơ tay là không có ai bắt thì cháu bắt tay với chú không được việc cái chi. Nên là các anh tích cực mà lại phê lắm rồi. Mai anh lắp con bát tải luôn, anh bán hai con là có con bát tải rồi. Bán. Không bán. Anh thiếu em bù. Không, anh đang ham phê lắm. Thôi bán cây mua xe. Thì anh có đây thì anh lỗ 400 nghìn đấy. Ở sao thì lỗ được. Nếu lỗ thì em nó sao không quan trọng. Đang mua 2,5 triệu 3,5 triệu cái việc anh em giao lưu với nhau được bộ với nhau. Bốc luôn đi, bốc luôn lên xe đây anh ơi. Xong anh rồi, ơi. Xong hết đây rồi. Anh Xuân ơi, bỏ lên xe em tí em chở cho. Xong hết đây. Đấy, cứ chung cả được anh ấy. Đây. Ê, đứng hình tí nhá, nặng nhọc tí đứng hình tí nào. Rồi. Ok ok rồi, ok rồi. Đấy. Rồi đi 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 thôi. Mang về thôi. Hôm nay là mang rất nhiều cây tại vườn anh đệ ra rồi. Mà một cây 140, một cây 120 chưa ra. Là có con bắt tải đúng không? Bắt tải với tỏ. Rồi ok, thôi tạm thời vậy nhá. Một giây cũng xin được dừng video nhá. Hẹn anh em ở video sau. Xin thân ái chào tạm biệt anh em nhá.